Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vô Tạc Jimmy. Đừng quên kích quảng cáo cho mình khi video chạy đến giây thứ 10 cũng như là nhận quảng cáo ở đằng sau nữa. Đừng quên kích nhiệt tình ủng hộ cho mình nha. Và tất nhiên đừng quên like video cũng như là subscribe đăng ký kênh. Và đặc biệt là kích quảng cáo thật là nhiều cho mình. Bây giờ thì clip đầu tiên mình muốn gửi tặng cho các bạn trong ngày hôm nay thì mình clip đầu tiên. Chúc các bạn một buổi sáng tuyệt vời cũng như là clip đầu tiên là mình sẽ làm về đi phát bảng. Và theo như clip gần đây của mình đi phát bảng đầu tiên thì theo như một comment của bạn Tân Quang Tân và của bạn Huy Zico, hai bạn này rất là thích. Kêu là anh làm Boogie thánh năng hơn trong One BD. Tôi cũng thích anh Hề này, tức là Boogie đó các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chiến phó bảng cùng Boogie để làm tỏa nguyện cũng như là đáp ứng theo nhu cầu của hai bạn này. Và tất nhiên nếu các bạn nào có đề nghị hoặc là muốn mình đi cái con gì cứ mạnh dạn comment ở bên dưới, mình sẽ làm clip đến các bạn cùng con đó cho anh em nha. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi cùng Boogie. Hề Boogie chém gió và cả trưởng luôn, chém nát cả gió luôn. Rồi bây giờ mình đi tìm Boogie cái đã. Boogie hình như là mình nhớ là mình tiến quá đó rồi, thành cái đồ đi tù luôn rồi. Và ông ta đâu rồi, em núp đâu rồi em ơi. Chưa, vậy là thằng Boogie là mình là Boogie hôm bữa mình test là Boogie bên server khác rồi, còn Boogie của mình là Boogie này. Rồi ok, nếu các bạn thích ít bữa mình sẽ tiến quá lên thành đi tù luôn cho nó vui. Rồi Boogie thì chắc là các bạn không có xa lạ gì rồi đó, nhìn mặt rất là ngu luôn, mặt rất là ngu luôn, và mặc áo choàng là như tứ hoàng, mang một đôi giày nó nhọn nhọn thế nào đó. Thế nào giống như đang đi mà nó chọt chọt nó nhọn nhọn thế nào. Rồi nó là có một cái trái quậy là trái barabara, một cái trái có thể tách tất cả các bộ phận với nhau mà không sao cả. Ví dụ các bạn chém nó đứt làm đôi nó có thể ráp lại, rất là chum server luôn, không ai thể địch lại nó, quá mạnh. Giờ thì mình sẽ chuyển full đồ Jimbel, đồ mạnh nhất mình sang cho nó nha. Rồi giờ chúng ta cùng đi phá bạn coi thử nó thế nào. Rồi đâu rồi, mình sẽ để trận hình đi trang dài luôn và mình sẽ chuyển Jimbel thành Boogie thôi đó. Coi thử hôm nay chúng ta cùng xem coi Boogie đi phá bạn như thế nào nha. Anh em hãy like mạnh video cũng như là lướt quảng cáo cho mình thật là nhiều. Rồi thứ 10, phút thứ 1, 3579. Rồi chuẩn men. Rồi phó bạn móc của mình đi cơ bản chính là phó bạn này. Phó bạn đâu rồi? Phó bạn cơ bản của mình đi chính là phó bạn Wadasumi này đây. Đây phó bạn cùng những con cá mập rất là tuyệt vời. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đánh với một bạch tuộc đi. Mặc dù đây bên ngoài là bạch tuộc nhưng mà bây giờ trong thì nó thành những con cua, con ốc mặt đen xì. Trời ơi. Rồi chúng ta sẽ cùng vào và xem Boogie chúng ta hôm nay có chém gió được gì hay không. Thằng này có một tuyệt chiêu gọi là ăn cục xôi. Mình đặt cho nó một cái tiêu kêu là ăn cục xôi. Bây giờ chiêu nổ nó có tên là cố đấm ăn xôi, nhưng mà mình thôi mình đặt là ăn cục xôi đi, để coi hôm nay nó có chém gió hay là ăn xôi được không nha các bạn. Rồi thanh niên cua, ui dồi ghê ghê, bằng là chọc chọt. Thanh niên lao tới với một tốc độ bàn thờ và chọc người ta bằng một bàn tay, bàn tay của anh này. Ui trời, nửa cây máu mê hoặc luôn rồi. Thôi không ngờ lao với Boogie mình lại mê một con ốc Modin. Ốc Modin là ốc gì ta. Rồi thanh niên cua kia kẹp ghê quá, có cả một cái răng nữa kìa. Nếu bạn để ý ngay con cua nó có một cái răng nữa, trời ơi ngon đấy. Rồi thanh niên Boogie này giờ đơ luôn rồi, bị mất nửa cây máu rồi bạn ơi, mình đang có cảm giác không ổn rồi. Thằng Boogie là máu của mình là 803k. Ui vậy là con Midala vẫn được hồi sinh. Rồi anh Boogie sắp chết rồi. Rồi chưa chọt đã xuất hiện và bây giờ Boogie có vẻ sắp chết rồi đây. Trời ơi thằng có ốc Modin mà bông là mình chết chắc luôn á. Rồi ốc Modin nổi điên rồi bạn ơi, đâng nhá. Wow. Rồi xong phim, vậy là chưa kịp ăn cục xôi anh đã lên thiên đàng rồi. Đúng là Boogie không có làm ăn đi được á các bạn ơi. Rồi mình sẽ đánh một con ốc khác, bây giờ mình sẽ chơi với con cá mập. Tuy là cá mập nhưng mà giàu vẫn là cua với ốc Modin tiếp tục nha. Mình sẽ test thử tất cả các thể loại đây, coi thử thằng Boogie chém gió để ăn được cục xôi không. Boogie ăn cục xôi và cái kết sẽ là gì đây. Chiêu thường rất là ghê các bạn, bay với tốc độ bàn thờ luôn và lấy bàn tay chém người ta, chọn người ta rất là hung hăng luôn. Đúng là Boogie nhà ta chém gió. Ôi trời, nửa cây máu nữa rồi các bạn ơi, nửa cây máu nữa rồi. Boogie chúng ta có vẻ như không biết có ăn được cục xôi hay không. Có ăn cục xôi thôi mà cũng khó khăn dữ trời. Trời ơi, thằng Boogie của chúng ta giống như chú Hà, chắc chắn là chú Hà rồi bạn ơi, mũi rất là to luôn. Rồi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Mình có cảm giác không ổn rồi. Còn ốc Modin nó lại có nọ rồi kìa. Nó để cái nữa chết cả hai luôn nè. Nó lộ chết thằng cục xôi nữa nè. Boogie ơi, tại sao mày lại không làm được gì? Ừ, đắng máu. Là được bao rồi. Ăn cục xôi đi.
nên nhanh 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 ăn cục xôi lẻ đi, không chết bây giờ. Trời ơi, ăn đi. Rồi hồi máu cho Bugi đi. Hên quá. Cái này là nó đâu cần ăn cục xôi đâu, cũng có cục xôi sẵn rồi, đầy cái máu luôn. Rồi đây là tiếp theo là được kêu ăn cục xôi của Bugi. Rồi. Ăn cục xôi là thanh niên la làng. Với sự kêu tách tách các bộ phận ra rồi la làng lên rồi. Thế là máu hồi thôi. Đúng là một sự kiêu bá đạo mà. Giết nó. Rồi ok, la lao của mình bị mê hoặc rồi. Bugi đã có nổ khí tăng đúng không? Rồi ok. Ui sao đánh tao. Rồi chà, nhiêu nọ rồi? Không biết bao nhiêu nọ rồi rồi nhưng mà à, chấm nọ nữa rồi. Vậy là sắp được ăn cục xôi nữa rồi. Trời ơi, cục xôi lần này là cục xôi rất là ý nghĩa với đời của Bugi. Bởi vì nãy giờ Bugi chưa được ăn cục xôi. Rồi, chơi chết hay lắm. Vậy là mình có thể đánh rồi. Mình lao xong sẽ tới được lực mình. Đánh đi, đánh đi. Thằng kia phóng quả tiện hoài ấy. Mày hả con? Rồi, tiếp theo là màn ăn cục xôi của Bugi. Giờ không biết được bao nhiêu máu đây. Vãi, trời ơi. Nãy giờ ăn được có một cục xôi thôi. Mà cũng thảm việc đó chứ. Rồi, vậy đi nó là được một cục xôi. Và sắp chết rồi các bạn ơi. Con ốc Modin nó có nọ rồi. Bên kia kìa. Ốc Modin ra chết luôn rồi. Những cái thánh giá. Như kiếm Majibu. Trời ơi, chết luôn. Vậy là Bugi của chúng ta đã được ăn một cục xôi. Rất là thảm. Và bây giờ mình sẽ đánh với Karibo. Thanh niên bùn đất đã trở lại. Yeah. Bên đây chú ơi. Tiền đánh bạc. Không phải, đối cho con đó. À vậy hả? Đưa À. cho người ta cái trong cái hỏi. Để lấy trong nhà. Có tháng 30 đúng không? Con tưởng đưa nước nhầm rồi đưa tiền cũng nhầm. Yasuo. Thua không? Ừ. Đó là người. Kata Ôi sao Bugi của mình lại sao hết máu rồi rồi. Vậy là không được ăn cục xôi nữa rồi, trời ơi. Rồi. Chà, rồi không biết làm gì rồi cả. À vậy là do ông Karibo ông bắn súng liên thanh có hàng tem. Mình thật là ngu ngốc quá mà đặt vô cái tem này chi không biết. Rồi vậy thì mình sẽ đặt một tem khác, mình sẽ đặt vô một à mà có mấy thanh niên ở trên đất liền nữa bạn đó, thanh niên cầm chì nè đó, giờ đánh với người thứ thiệt nè vô. Được 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 được. Rồi thanh niên kia rất là to béo luôn, giờ không biết tại sao lại bị dây xích xích quanh người, cộng thêm là cầm thêm một cái búa rất là rạn nứt nữa. Ôi giời ơi. Chết đi. Trời ơi. Cái gì đây? Ủa gì đấy? À hai búp nọ trời ơi. Hồi bữa nhớ mình nhớ mình nhặt được búp nọ không ta? Đó ăn đòn đi. Châm nọ rồi, châm nọ, châm nọ rồi. 75 nọ, Mirella búp lên. Rồi châm nọ nha. Không biết lần này ăn được bao nhiêu cục xôi nữa bạn ơi. Cái thằng này ăn xôi nó cực quá. Có cục xôi thôi mà ăn nãy giờ không được một cục nào. Nãy giờ mới ăn được một cục thôi mà nãy giờ mình đánh ba bốn trận, bốn năm trận rồi. Rồi hồi máu dần Bugi nữa quá. Rồi thiệt luôn, đầy cái máu luôn, đáng lòng làm ăn cục xôi. Ờ có rồi, có rồi, có rồi. Chúng ta đây là màn la làng ăn cục xôi. Ui trời, được có xíu máu, đáng lòng. Trời ơi, ăn xôi còn thua cả ăn lao bút máu nữa. Trời ơi, thảm thiệt. Ở một cái khu vực này mình thấy không gian rất là đẹp luôn nè các bạn. Đó, xung quanh là cây cối giống như là bạch tuộc đó, rễ cây rất là dài luôn và nó đâm trời thấy lọc. Giờ mình đang ở dưới nước thì phải, thấy có bong bóng nước nè, giờ mình cũng không hiểu tại sao mình lại thở được nữa. Tụi này nó cũng không biết sao nó thở được. À trên đất liền, mình quên mấy đứa này là đang ở dưới đất liền, còn đại đánh với con cua con ốc là mới ở dưới nước thôi. Giờ không hiểu tại sao mình vẫn thở được. Chết đi ông mập. Ông mập chưa chết đâu, mập khá lì. Rồi lại hồi máu cho Mugi nữa, lại đầy cây. Rồi cố đấm ăn xôi, cố đấm ăn xôi không đầy cây nè. Ồ vậy là trong màn này cô đã ăn xôi ăn được hai cục xôi. Bugi chém gió đúng là chỉ được cái chém gió rồi mà. Anh chém gió là anh ăn được rất nhiều xôi. Nhưng mà khi vào đánh thì anh chỉ ăn được có một cục thôi. Lần này là ăn được hai cục là may lắm luôn rồi, là ăn được hai cục. Chưa bao giờ anh ăn được cái cục thứ ba. Chưa bao giờ ăn được cục thứ ba. À, chắc bây giờ ăn được cục thứ ba đó bạn. Chăm nọ rồi kìa. Chúc mừng anh chuẩn bị ăn được cục thứ ba, cục xôi thứ ba. Rồi, còn một con này nữa, lao bao chết rồi, giờ là anh không được ăn rồi. Tội nghiệp quá. Cục cục xôi thứ ba đang định ăn thì đã bị cản trở rồi. Vô AD Rất tiếc, rất tiếc. À, giờ coi như các bạn này mình đã đi xong, bây giờ mình sẽ đánh thử với một con Wadasumi. Một cái con quái thú khiến mình cản trở mình rất là nhiều. Ok. Rồi, ok, vô nha bạn. Cái con Wadasumi này không biết có đấm chết thằng Bugi của mình hay không. Máu của thằng này thì có 6 triệu thôi, rất là ít. Không có như bua thằng là Wadasumi hiện tại các bạn mình đang đi. Rồi, choáng luôn. Tuy là nó máu ít nhưng mà cái khả năng choáng của nó vẫn là vô biên các bạn ơi.
nó đấm cái nào là choáng cái đó thôi. Rồi, nói chung là tuần nào là choáng tuần đó, chính xác là như vậy. Rồi, nói chung thì con Wadasumi này mình cũng không biết tại sao mà lông của nó lại quéo vậy. Lông gì quéo của em to to, những cú đấm liên quan và thánh ăn xôi mình đã chết rồi. Thế thì còn gì là clip nữa. Thôi mình bây giờ mình sẽ chiến phó bản ác mộng. Bây giờ là phó bản thường thôi, bây giờ là phó bản ác mộng nha. Và để đảm bảo tính nguy hiểm của phó bản ác mộng thì mình sẽ đi một mình nhân vật chính và Boogie xem sao, coi từ Boogie nó như thế nào. Rồi ok, nhân vật chính thì chắc là mình sẽ đổi hết đồ cho ông Ken đó, để đảm bảo tính trung thật đúng không các bạn. Tháo luôn cả thời trang luôn cho nó ở trần ở truồng cho đẹp. Rồi vậy ha. Coi ác mộng lần này mình đi thì hai thanh niên này cấp thấp thôi, cho nên mình sẽ đi 90 thôi nha, cả cu thôi. Vậy thì nó vừa chuẩn rồi. Rồi vậy. Và mình nghĩ chắc mình nên bảo vệ thằng này một chút. Cho mình nghĩ chắc Boogie này nó không có làm được gì đâu, mình bảo vệ cho nó an toàn. Rồi vậy. Ai cứ nấp đằng sau anh đi. Em yếu đuối, em chỉ biết ăn xôi thôi thì làm được gì. Rồi ok. Ui tháo thời trang ra rồi, tháo hết đồ giờ đánh yếu quá bạn ơi. Này, có vẻ như anh mình cần Boogie rồi. Cần Boogie làm nên sự nghiệp rồi. Ôi con kia giảm nổ khí à. Ăn đi, trái thiên mã và trái con nhện phải không? 400k cũng khá yếu. Mày ơi con. Liên tục là những bàn tay chích CK. bàn tay chích của Boogie. Úi già này cũng rất trâu vì nhờ có đồ gym belt mình mang cho nên rất là trâu. Ôi mày ơi con. Ôi, chưa có nọ nữa. Thiếu một tuần nữa, 75 rồi, 75 nọ rồi. Trời ơi ăn xôi cực quá. Trời ơi, nó ăn xôi kìa, bên kia ăn xôi khủng khiếp hơn bên mình đó. Trời ơi, chăm nọ nha con, anh chuẩn bị được ăn xôi rồi, anh mừng quá. Không biết sao mình nhìn cái mặt Boogie mình thấy ghét thế nào mà ơi, mặt nó đẻo đẻo, nó láo láo thế nào. Rồi, đây là màn ăn xôi, cho rồi ăn được. Mặc dù nó không mất máu mà nó vẫn ăn xôi, đúng là đắng lòng rồi. À, có mất nhưng mà mất ít đó. Mà nó hồi được 44k thì phải, cho mình thấy là như vậy. Rồi, ok. Nãy giờ ăn được một cục xôi và máu thì không có gia tăng gì. Và bây giờ thì nó sẽ phải trả giá, mình rất là ghét nó. Cho nên mình sẽ đặt nó vào cái phó bản ác mộng cuối cùng để coi thì nó có dám ăn xôi nữa không. Đây, đây, này. Đây, em cứ tự nhiên ăn xôi giao phó bản cuối cùng của anh đi nha. Đấy, cho nó chết. Nó không biết mà sự nguy hiểm là gì. Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế Giới Động Vật. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn là hai loài động vật quý hiếm, ba loài chứ. Ôi thật chưa kịp giới thiệu rồi chết rồi. Rồi giới thiệu các bạn là loài rùa cá sấu có một cái súng ở trên. Hiện tại thế giới chúng ta chưa có một con rùa nào nguy hiểm như vậy. Đây là con cực hiếm. Con thứ hai mình muốn giới thiệu các bạn đó là con hoàng xà máy. Ôi chưa giới thiệu hết vậy. Một con rắn mà nó khè ra nọc độc và có cả kính mát đi du lịch nữa. Đó các bạn thấy có một cái kính mát và một con chó cắn lưỡi tự tử có một cái quả tiện ở trên lưng. Rồi đây là những động vật quý hiếm không à. Còn kia là thằng người rồi, mình không có nói rồi. Mình sẽ chiến trận thứ hai. Không xin nhe tụi nó đâu, tụi này rất là trâu. Ui giời, con chó nổi điên lên mắt đỏ lè. Mấy cái đứa này đứa nào nổi điên lên là mắt cũng đỏ lè hết. Ồ, hiểu rồi. Vậy là kết quả là chết rồi đó. Rồi, hôm nay test thử Boogie thì các bạn cũng thấy rồi đó. Ngoài khả năng chém gió rồi chọt chọt cái tay thì anh chỗ tuyệt chiêu là ăn xôi thôi. Mà ăn xôi cũng ăn không nên thân nữa. Ăn mà cũng ăn không được nữa là thế nào. Rồi giờ mình sẽ gmail, mình sẽ lấy lại đồ, mình để mang đồ cho thằng chém gió, thằng láo léo mình không an tâm được. Rồi đây là chính là Boogie của chúng ta, thánh chém gió cũng như là thánh ăn xôi. Thì chưa thường là tên hề phi đao, gây sát thương một mục tiêu. Nó tên là phi đao, thật ra không phải đâu bạn ơi, nó bay tới nó lấy cái tay nó quýnh người ta, nó dụ thôi, nó là đánh lạc hướng á. Kêu phi đao thật ra là tới gần rồi lấy tay quất người ta. Còn chiêu nổ là ăn cục xôi, bóc cục xôi ra. Mà không phải bóc cục xôi nữa, mà chia ra các bộ phận ra rồi la làng lên rồi dán máu nó hồi lên vậy đó. Một skill khá lạ, mình cũng chưa thấy ai mà sử dụng. Cái cô đấm ăn xôi này xưa mình có gặp một người nào đó. Đây là mình lệnh em đao cho nó có ra cái phó bản của thằng Boogie không nha, đánh cho nó vui. Hiện tại thì không có rồi, nhưng mà mình lệnh mấy này thì anh xui nó xác suất nó ra. Ôi ra tầng 3 rồi, đáng lòng. Tầng 3 thì mấy con gym build này thì làm gì. Thôi bỏ đi. Rồi ok, clip của mình hôm nay là clip đầu tiên chiến phó bản cùng Boogie theo như comment của các bạn. Comment của bạn Tân Bình gì đó, để mình coi coi. Tân Quang Tân và bạn Huy Zico rất là thích con Boogie này, cho nên mình đã làm theo ý kiến của các bạn. Rồi, còn nếu các bạn muốn mình đi phó bản cùng con nào nữa, hãy comment. Để lại comment, mình sẽ clip sau mình sẽ đi
đảm bảo với bạn mình sẽ đi cùng con nó cho các bạn nha. Rồi, hôm nay đi cùng Bugi thì mình đã rút ra được một bài học quý báu, đó là không nên đưa xôi thằng này ăn. Vừa phí phạm xôi mà cũng không có được gì nữa, tại vì nó rất là chém gió. Các bạn đưa xôi nó lấy luôn, nó không có trả tiền. Rồi, đây là trái Barabara. Cơ thể có thể phân cắt, khống chế các bộ phận, đi tấn công quân địch, vô hiệu với chặt chém. Tức là các bạn dùng dao, các bạn chặt chém nó thì nó sẽ không xi nhê. Nhưng mà các bạn có thể dùng bom, dùng búa, tại vì nó chỉ vô hiệu với chặt chém thôi, chứ nó không có vô hiệu những thứ khác. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Đừng quên like, share, subscribe cái kênh, và đặc biệt hơn là kích quảng cáo thật là nhiều cho mình. Những quảng cáo thật là nhiều 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 cho mình nha. Rồi, bye bye tất cả bạn. Chúc các bạn một ngày thật là tuyệt vời. Và những clip ngày hôm nay của mình thì anh em cũng nhớ theo dõi đầy đủ và ủng hộ mình, kích quảng cáo mình nha. Rồi, bye bye tất cả bạn.